Hôm nay tôi nói tiếp cho các bạn sang cái phần là chúng ta sẽ ghép hai cái mái với nhau như thế nào và các cái kiểu mái ra sao ứng dụng vào cái nhà này. Thì đây tôi sẽ về mặt bằng tầng mái. Tiếp tục đây, tôi sẽ chọn vào cái mái này, vào roof này, vào roof by footing này. Đây tôi chọn lại rectangle này, tôi vẽ. Ví dụ như offset đây là 800. Ok, tôi vẽ một cái mái đây. Này bắt điểm này. Này thì tôi có thể bỏ hai đường dốc vào đi, bỏ đi file slope này. Các bạn có thấy cái mái này đây không? Thì là tôi muốn giao giữa hai cái mái này với nhau thì tôi phải cho nó về cùng một gì, một cao độ đúng không? Thì bây giờ các bạn muốn nó cùng một cao độ thì các bạn có thể đặt một cái mặt cắt vào đây, vào section này. Này section tôi đặt vị trí qua đây. Ok, thì click đúp đây. Thì các bạn sẽ thấy cái mái đang ở tầng mái này đúng không? Bây giờ tôi muốn nó giao giữa cái mép này, tôi có wrap plan này. Các bạn vẽ wrap plan này để giống. Qua đây. Các bạn có thể là chọn cái mái này, dùng lệnh mover đây. MV này, move, chọn điểm này, kéo xuống đây. Các bạn thấy đây chưa? Các nhìn 3D đi. Thì hai cái mái này nó giao với nhau đúng không? Thì bây giờ tôi muốn nó điểm này nó giao với điểm này thì tôi vào modify này. Các bạn sẽ nhìn đây nó có phần là Join Android Roof. Chọn này. Tôi chọn vào cái cạnh, một cạnh này và mặt phẳng này. Các bạn thấy chưa? Nó giao với nhau. Và vấn đề ở đây ấy là nó phải gì? Bỏ cái phần này đi đúng không? Thì bỏ phần này đi chúng ta vào Architecture đây. Nó có phần ở đây ở dưới các bạn nhìn này, nó chữ Opening này. Là tất cả các khoảng mở để ra đục thì ở đây tôi chọn đây là Dormer này, Dormer Opening, chọn vào đây thì các bạn chọn cho tôi vào cái mái chính trước, xong rồi chọn vào cái mái phụ này thì các bạn sẽ thấy đây nó có đường sketch đây đó, tích vào đây, các bạn dùng lệnh trim tr trim chọn này được chưa, ấn finish thì các bạn sẽ thấy nó cắt qua đây không, đúng không? Giao cắt. Ví dụ như cái cột ở đây chẳng hạn. Các bạn hãy ấn Ctrl C này. Paste này, align lên trên tầng gì? Tầng 3 đúng không? Hay tầng mái. Này. Thì các bạn chọn từ tầng 3 này không này. Âm xuống 50 chứ. Này. Đúng không? Thì đến tầng mái thì cái đến tầng mái này các bạn có thể là dùng lệnh gì? Attach. Chọn đến maximum đến gì? Chọn này. Maximum. Ok. Ok. Cảm thấy đây chưa? Thì đây là chúng ta sẽ vẽ được hai cái mái này nó giao với nhau. Đúng chưa? Ok. Rồi thì mọi người làm thử rồi cái này đi. Nhanh nhá.